Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Lấy chồng hơn 60 năm không có con, cụ bà đi khám mới sốc nặng với thứ trong bụng. Cụ bà Estela Melendez, hiện 96 tuổi, sống tại thị trấn nhỏ La Boca thuộc xã Navidad, vùng O'Higgins, Chile, đã không thể mang thai suốt nhiều thập kỷ mà không hề biết rằng mình có một thai nhi hóa đá nằm trong bụng suốt 60 năm. Theo đó, vào năm 1952, cụ bà Estela đã kết hôn với ông Manuel González. Sau khi lấy nhau, cặp đôi làm nghề chèo thuyền và đánh cá ở thị trấn ven biển La Boca, sống một cuộc sống yên bình. Bà Estela và ông Manus vô cùng yêu thương, trân trọng nhau. Tuy không giàu, nhưng luôn tình cảm, chỉ đáng tiếc cặp đôi mãi không thể có con. Suốt nhiều thập kỷ sống bên nhau, dù đã dùng tới nhiều cách, bà Estela và ông vẫn không thể có con. Khi ấy, phần vì không có điều kiện, phần vì y học và phương pháp thụ tinh nhân tạo chưa phát triển như hiện tại, nên cặp vợ chồng vô cùng thất vọng. Cuối cùng, đành chấp nhận sự thật rằng mình không thể có con chung. Tháng 1 năm 2015, ông Manus qua đời. Sau khi chồng ra đi, sức khỏe của cụ bà Estela cũng yếu dần do đã cao tuổi. Cụ bà bị kém thính lực, dáng đi cũng chậm chạp vì viêm khớp. Cho đến tháng 4 năm 2015, cụ bà bị ngã và được người thân đưa vào bệnh viện điều trị sức khỏe. Các bác sĩ đã chụp X-quang và phát hiện có thứ gì đó nằm trong người cụ bà. Bác sĩ nói rằng tôi có một khối u và họ cần phải phẫu thuật cho tôi để loại bỏ khối u đó, cụ bà Estela nói trên tờ CNN. Tuy nhiên, khi chụp X-quang lần 2 để xác nhận chính xác vị trí của khối u, các bác sĩ mới sốc nặng khi phát hiện đó không phải một khối u thông thường mà là một bào thai đá hóa đá. Theo các chuyên gia, bào thai này đã tồn tại trong tử cung của cụ bà Estela khoảng 60 năm. Đó cũng chính là lý do cụ bà không thể có con suốt nhiều năm qua. Đối với cụ bà Estela và những người thân xung quanh, thông tin này thật sự quá sốc và bàng hoàng. Cụ bà Estela nói rằng một trong những điều đáng tiếc nhất cuộc đời mình là không thể có con với ông Manus. Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ vì điều này. Bạn có thể tưởng tượng được không, đó là hơn 60 năm, cụ bà Estela đau đớn nói. Một người cháu họ của cụ bà cũng chia sẻ, tôi tự hỏi làm thế nào bà ấy vượt qua được sự đau khổ này khi biết có một thai nhi đã chết trong người mình. Sau đó, các bác sĩ đã cân nhắc về việc có nên phẫu thuật cho cụ bà Estela để loại bỏ thai nhi hóa đá khỏi tử cung. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc phẫu thuật cho một bệnh nhân lớn tuổi còn nguy hiểm hơn cả không làm gì, bởi về cơ bản, thai nhi hóa đá này không hề gây nguy hiểm cho sức khỏe cụ bà. Cụ bà Estela cho biết, thỉnh thoảng nó gây đau bụng nhưng không ảnh hưởng quá nhiều về sức khỏe và sinh hoạt. Chỉ có điều, việc nhớ đến thai nhi hóa đá trong bụng khiến bà vẫn đau đáu về ước mơ có con của mình và chồng trong suốt 6 thập kỷ qua. Thai nhi hóa đá là hiện tượng hiếm gặp, xảy ra khi thai nằm trong ổ bụng chết và lâu ngày vôi hóa dần. Tỷ lệ thai trong ổ bụng khoảng 1 trên 11.000 trường hợp thai kỳ, trong đó 1,5-1,8% thai hóa đá. Kỳ lạ, ngôi làng có hàng trăm người giống hệt nhau dù không cùng huyết thống. Không sống chung nhà, không cùng huyết thống, nhưng hàng trăm người dân tại ngôi làng này lại có ngoại hình rất giống nhau, khiến giới khoa học cũng phải đau đầu. Trên thế giới có rất nhiều ngôi làng kỳ lạ với những đặc điểm có 102 và ngôi làng Haragona là một ví dụ. Làng Haragona nằm ở phía nam thành phố Bengaluru, bang Karnataka, miền Bắc Ấn Độ. Ngôi làng này đã nhận được sự chú ý khi có tới hàng trăm người dân có ngoại hình rất giống nhau, trông như anh em sinh đôi, nhưng thực tế hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Bất cứ ai khi đặt chân đến ngôi làng nhỏ Haragona đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu khi có quá nhiều người giống nhau. Không giống những ngôi làng sinh đôi trên thế giới như làng Kodinyi, bang Kerala, Ấn Độ hay làng Velika Kopania, Ukraine, có rất nhiều cặp sinh đôi.
làng Haragona có khoảng hơn 200 người có ngoại hình giống nhau như cùng được sinh ra từ một cặp vợ chồng. Bên ngoài, làng Haragona chẳng khác gì những ngôi làng ở nông thôn khác. Nhưng một khi đã bước chân vào trong, bạn chắc chắn sẽ rất sốc khi thấy nhiều người quá giống nhau, rất khó để phân biệt, chẳng khác nào ảo ảnh. Cho dù nhìn thoáng qua hay nhìn kỹ, những người dân trong làng vẫn có rất nhiều điểm giống nhau trên gương mặt như đúc ra từ một khuôn. Hiện tượng kỳ lạ và bí ẩn này đã thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia và nhà khoa học từ các lĩnh vực khác nhau đến đây để nghiên cứu, tìm hiểu và lý giải. Ông B.H., một chuyên gia di truyền học người Đức, từng đến thăm ngôi làng Haragona để tìm hiểu. Giống như nhiều người lạ khác, khi bước chân vào đây, ông B.H. cũng bị choáng ngợp bởi ngoại hình đặc biệt của người trong làng. Ông B.H. đã nghiên cứu và phát hiện ra 237 người dân nơi đây có ngoại hình rất giống nhau, mũi nhọn, môi dày, có nếp nhăn dưới môi và xương lông mày nhô lên rõ ràng. Ngoài một số khác biệt về tuổi tác, chiều cao hay cân nặng, thì trông họ thật sự rất giống nhau dù hầu như không phải anh em ruột thịt. Bên cạnh đó, người dân làng Haragona có thể dễ dàng phân biệt bởi giọng nói, tính cách hay sở thích của họ hoàn toàn khác nhau. Chỉ trừ ngoại hình, họ có những cảm xúc và cách đối xử khác nhau. Khi còn nhỏ, nhiều người dân nhận thấy một số người trông giống hệt nhau, nhưng lâu ngày khi trưởng thành, họ phát hiện nhiều điều không hoàn toàn giống nhau, nhờ đó mà dễ dàng phân biệt hơn. Lý giải về hiện tượng này, một chuyên gia hóa sinh học đã phân tích mẫu đất và nguồn nước ở làng Haragona và phát hiện đất và nước tại khu vực này có chứa yếu tố platin, bạch kim và bismuth khá rõ ràng. Rất có thể những hợp chất hóa học này đã ảnh hưởng tới những người phụ nữ mang thai, làm thay đổi tế bào của họ và tác động tới thai nhi. Đây có thể là một trong những nguyên nhân liên quan tới hiện tượng nhiều người sinh ra giống nhau dù không cùng huyết thống. Bên cạnh đó, các nhà dân chủng học cũng cho rằng hôn nhân cận huyết là một trong những nguyên nhân lớn gây ra hiện tượng này. Ngôi làng khá nhỏ và trí thức kém, người dân thường không đi xa, do đó hôn nhân cận huyết thường diễn ra. Trải qua những cuộc hôn nhân này, việc những đứa trẻ sinh ra có ngoại hình hao hao giống nhau là hoàn toàn có thể xảy ra. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có lời giải thỏa đáng nào cho việc một ngôi làng có hàng trăm người giống hệt nhau. Hiện tượng này vẫn là một trong những bí ẩn lớn khiến các nhà khoa học thế giới đau đầu. Yeah.